Kính chào quý vị và các bạn, ngày nay thứ sáu ngày 28 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Thiền sư Thích Nhất Hạnh và biến cố Bát Nhã năm ấy. Liên quan đến những dư luận sau khi Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, tác giả Đan Thành có bài viết trên báo Tiếng Dân phân tích sự kiện Bát Nhã gây chấn động dư luận trong nước và quốc tế vào hồi năm 2009. Những ngày qua, báo Lề Đảng đồng loạt đưa tin Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch. Từ lâu, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở mặt với thiền sư, nhưng có lẽ để mị dân và làm đẹp giáo hội Phật giáo quốc doanh, Đảng buộc phải cho phép truyền thông than khóc nỉ non, tôn vinh chừng mực về đạo hạnh của một sư ông nổi tiếng thế giới. Tuy vậy, nhân sĩ trí thức hai miền, Nam và Bắc và những ai có lương tri chắc sẽ không quên sự việc cách đây hơn chục năm, vì những gì mà chế độ Cộng sản cầm quyền đã hành xử đối với thiền sư Thích Nhất Hạnh và pháp môn Làng Mai mà do ông sáng lập, pháp nạn tu Việt Bát Nhã. Sau khi thượng tọa Thích Đức Nghi xin hiến chùa cho thiền sư Thích Nhất Hạnh để truyền dạy pháp môn Làng Mai ở Việt Nam, chùa Bát Nhã được mở rộng làm nơi tụ tập cho môn sinh theo pháp môn Làng Mai tu học từ năm 2005. Đây là hình ảnh thượng tọa Thích Đức Nghi. Đến giữa năm 2008, trụ trì chùa Bát Nhã là thượng tọa Thích Đức Nghi bị nhà cầm quyền gây sức ép buộc rút lại bảo lãnh. Trước đó, đồng nghĩa với việc từ chối các môn sinh Làng Mai tu học ở đây để rồi sóng gió ập lên đầu môn đồ của cửa Phật. Vì đâu mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đã phải quay 180 độ, trong khi trước đó các lãnh đạo cấp cao của Đảng như Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ v.v. đã từng hoan nghênh chào đón hội kiến cùng thiền sư Thích Nhất Hạnh và cho phép pháp môn Làng Mai hoạt động ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Mọi người đều biết rằng thể chế Cộng sản đương quyền luôn quản lý siết chặt tôn giáo hòng phục vụ cho việc cai trị của họ. Đảng đẻ ra ban tôn giáo chính phủ thực chất là cơ quan mật vụ do một tướng công an cầm đầu phụ trách. Vu khống, chụp mũ, bôi bẩn là những thủ đoạn mà công an, tuyên giáo và bộ máy tuyên truyền thường sử dụng để quy kết, nhục mạ bất cứ những ai dám lên tiếng tranh đấu cho tự do tín ngưỡng, dân chủ và phẩm giá con người. Quay lại biến cố chùa Bát Nhã vào năm 2009, gần 400 tu sĩ và môn học sinh tu học tại đây đã bị chính quyền địa phương ra lệnh trục xuất khỏi tu viện với lý do hết sức mập mờ. Công an và chính quyền sở tại đã sử dụng côn đồ, đầu gấu, đóng giả môn sinh Làng Mai, trà trộn, gây kích động bạo lực, tấn công tu sĩ chùa Bát Nhã và đập phá tu viện. Đây là hình ảnh trong các vụ gây rối luôn có mặt những người công an mặc thường phục. Chưa hết, công an chìm còn gây xáo trộn hiềm khích giữa tu sĩ pháp môn Làng Mai và tăng ni Phật tử chùa Bát Nhã thuộc giáo hội Phật giáo Lâm Đồng để đổ lỗi cho bạo động từ mâu thuẫn nội bộ của môn sinh Làng Mai và tăng ni Phật tử chùa Bát Nhã. Suốt 3 tháng, từ tháng 6 cho đến tháng 9 năm 2009, tu sĩ và môn sinh liên tục bị gây khó khăn và sách nhiễu như bị cắt điện nước, ngăn cản tiếp tế lương thực, đe dọa khủng bố, phá nơi thờ cúng và chỗ ở, lấy cắp đồ thờ cúng, tư trang và hành hung các tu sĩ và tu sinh bị đuổi ra khỏi tu viện. Mọi kêu cứu đều vô vọng khi chính quyền và công an đều nhắm mắt làm ngơ. Toàn bộ gần 400 tu sĩ, tu sinh pháp môn Làng Mai bị đuổi hết ra khỏi chùa rồi chạy nạn lánh sang chùa Phước Huệ, thị xã Bảo Lộc tạm trú. Vẫn không yên, lực lượng công an đã bao vây chùa Phước Huệ và giáo giết đuổi họ, đánh họ, buộc họ phải ra khỏi chùa. Công an ép các tu sinh lên xe trở về địa phương cư trú. Ở Trung ương, Bộ Ngoại giao ra công hàm trục xuất những người có quốc tịch nước ngoài ra khỏi Việt Nam. Đây là hình ảnh vào ngày 27 tháng 6 năm 2009, 200 công an giả danh xã hội đen đã kéo vào đập phá và đòi đuổi khoảng 400 tăng sinh đang tu tập theo pháp môn Làng Mai tại tu viện Bát Nhã Bảo Lộc. Họ quăng hết đồ đạc của người xuất gia, phá cả bếp nấu ăn của các thầy. Họ quăng ra ngoài cả song, nồi, chảo, gối ngồi thiền, quần áo. Chưa hết, tờ báo An ninh Thế giới, phụ trương của báo Công an Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an đã đăng nhiều bài báo tấn công thiền sư Thích Nhất Hạnh và miệt thị pháp môn Làng Mai bằng tên Giáo phái Làng Mai, trong đó mô tả thiền sư Thích Nhất Hạnh là vi phạm pháp luật và có ý đồ chính trị. Trái ý đảng,
bỏ qua một số tranh cãi về ý kiến cho rằng thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng đứng ở bên này hay bên kia, chúng tôi chỉ nhắc lại sự kiện Bát Nhã để thấy rằng nhà cầm quyền Việt Nam chỉ vì không lợi dụng được thiền sư Thích Nhất Hạnh nên gán cho pháp môn Làng Mai ở Bát Nhã là mối đe dọa cho an ninh quốc gia và phải giải tán cho bằng được. Cách mà chính quyền vô sản và bộ máy công an vì dân phục vụ đã làm đủ thủ đoạn mượn côn đồ ra tay, vu khống, lừa gạt, giờ đủ trò bị ổi để đe dọa tu sĩ và các môn sinh. Biến cố Bát Nhã đã gây chấn động trong và ngoài nước lúc bấy giờ. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức họp báo quốc tế vào ngày 8 tháng 10 năm 2009. Tại đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga lươn lẹo nói rằng không có cái gọi là Việt Nam ép 400 người tu theo pháp môn Làng Mai phải rời khỏi tu viện Bát Nhã, rằng thông tin đã xảy ra đụng độ giữa các sư thầy, sư cô tại tu viện Bát Nhã và chính quyền, làm một số người bị thương và nhiều người bị bắt là hoàn toàn sai sự thật. Đây là hình ảnh tu viện Bát Nhã, xã Đam Ri, Bảo Lộc. Một số thông tin cho biết vụ thiền sư Thích Nhất Hạnh đối thoại với các nhân vật cấp cao của Đảng Cộng sản đã làm Đảng phật ý. Kể từ khi ông đưa Làng Mai về Việt Nam, ông có dịp trao đổi thẳng thắn với các lãnh đạo Cộng sản rằng nên tách rời tôn giáo ra khỏi chính trị, nên thôi cái gọi là ban tôn giáo chính phủ và công an xin hãy thôi quản chế, theo dõi, can dự và điều khiển người tu hành xuất gia. Hơn nữa, việc thiền sư không muốn Làng Mai dính dấp đến giáo hội Phật giáo và chịu sự sai khiến của Đảng, nhà cầm quyền, xem ông và Làng Mai như một cái gai cần phải nhổ. Ngoài ra, sự kiện cầu siêu vào ngày 16 tháng 3 năm 2007 tại Chùa Vĩnh Nghiêm khi Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua Hòa Thượng Thích Chí Quảng, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, nay đang giữ chức quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Trung ương, truyền đạt yêu cầu Thiền sư Thích Nhất Hạnh biết nội dung buổi lễ cầu siêu dành cho những liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tuy nhiên, cả ba buổi cầu siêu tại đây, Thiền sư vẫn giữ quan điểm cầu nguyện cho mọi nạn nhân đã thiệt mạng vô duyên cớ trong chiến tranh, trong đó có cả các binh sĩ Mỹ, binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa và cả tù nhân bị cải tạo và thuyền nhân vượt biên bỏ mạng. Đây là hình ảnh Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại lễ cầu siêu kéo dài 3 ngày cho những người đã bỏ mạng trong chiến tranh Việt Nam tại ngôi chùa ở ngoại thành Hà Nội vào hôm 20 tháng 4 năm 2007. Trước khi lên máy bay cùng tăng thân Làng Mai rời Việt Nam về Pháp, Thiền sư Thích Nhất Hạnh công khai tuyên bố khẳng định rằng pháp môn Làng Mai là một giáo hội độc lập với Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Việc nội bộ của Làng Mai không thuộc thẩm quyền của nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thiền sư Thích Nhất Hạnh nhập cõi Niết Bàn. Trong dòng hồi tưởng về ông, chúng tôi viết những dòng này như ký ức đau thương của Phật Pháp trong biến cố Bát Nhã năm nào. Nhắc lại Bát Nhã với pháp nạn Làng Mai năm ấy để hiểu rõ rằng tôn giáo nào trên thế giới cũng cùng chung mục đích là hướng con người làm điều thiện, tránh điều ác, sống hòa hợp, giàu nhân nghĩa và biết yêu thương. Việc nhà nước Cộng sản Việt Nam đàn áp tôn giáo, kêu án, bỏ tù những tu sĩ hoặc môn đồ của Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài, vân vân, khi không sai khiến, áp đặt được những người tu hành xuất gia như trong quá khứ và cả hiện tại, Đảng đang tiếp tục việc làm nhức nhối lương tri nhân loại tận cùng của vô đạo và bất nhân. Kính mời các bạn xem bản tin giải thưởng VinFuture trong mắt một số trí thức và nước ngoài. Tối ngày 20 tháng 1 năm 2022, giải thưởng VinFuture đã được trao cho hai nhà khoa học là Kathleen Carrico và Drew Weissman từ Mỹ và nhà khoa học Peter từ Canada. Giải thưởng chính đến 3 triệu đô la, 3 giải đặc biệt khác mỗi giải 500.000 đô la. Như vậy, tổng giá trị tiền thưởng lên đến 4 triệu 500.000 đô la. Trong khi đó, giải Nobel năm vừa rồi chỉ ở mức 1 triệu đô la Mỹ. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và ba nhà khoa học nhận giải thưởng VinFuture vào hôm 20 tháng 1 năm 2022. Chủ nhân của các giải thưởng VinFuture vào năm 2021 đã được công bố vào ngày 20 tháng 12 năm 2021. Giải thưởng VinFuture được trao bởi quỹ VinFuture do Chủ tịch Tập đoàn VinGroup ông Phạm Nhật Vượng và phu nhân Phạm Thu Hương sáng lập. Theo thông báo, quỹ có sứ mệnh
tạo ra những thay đổi tích cực cho cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người bằng việc thúc đẩy việc nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ. Giải thưởng này được thành lập vào ngày 20 tháng 12 năm 2020 và chính thức tiếp cận đề cử trao giải lần đầu tiên vào năm 2021. Một số trí thức trong và ngoài nước cho rằng tiền thưởng lớn không nói lên được cái danh giá của giải. Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ ở Na Uy phân tích một số chi tiết về giải thưởng này trên trang Facebook cá nhân của mình. Theo ông, trong một trong những yếu tố tạo nên sự danh giá giải thưởng là cá nhân của người đứng ra lập giải, ông Vũ biết rằng. Cá nhân người đứng sau sáng lập ra giải VinFuture là ông Phạm Nhật Vượng. So với tiêu chuẩn của giới tinh hoa phương Tây, ông Vượng hoàn toàn không có, nếu không muốn nói là ngược lại. Sự giàu có của ông Vượng trong mắt nhiều người là do có được từ sự thông đồng với giới quan chức nhằm chiếm lấy những khu đất đắc địa với giá rẻ để bán. Không thấy ông có một phát minh nào cũng như là những đóng góp nào làm nên sự tiến bộ của nhân loại trước khi ông sáng lập ra quỹ VinFuture này. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng cùng tập đoàn VinGroup giàu lên bằng con đường bất động sản. Theo truyền thông nhà nước, Việt Nam trao giải VinFuture có thể góp phần định vị Việt Nam là một điểm đến mới của khoa học công nghệ mới, đồng thời tạo cơ hội kết nối, tạo mối quan hệ hợp tác trực tiếp, đa chiều giữa các nhà khoa học quốc tế và Việt Nam. Trước khi diễn ra lễ trao giải, báo Thanh Niên dẫn lời ông Nguyễn Việt Quang, Chủ tịch Quỹ VinFuture nói rằng giải thưởng VinFuture sẽ là chiếc cầu nối giới khoa học Việt Nam với giới khoa học toàn cầu, mang lại nguồn cảm hứng, thúc đẩy nền khoa học Việt Nam phát triển. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng đã trao đổi với đài FA như sau. Giải thưởng của Việt Nam và một số tiền quá ít thì không thu hút được sự chú ý của truyền thông. Mà số tiền cao như vậy thì tôi nghĩ người ta đặt giải thưởng họ cũng có mục đích là thu hút truyền thông trong nước và thế giới. Khi mà hãng tin đưa tin này là góp phần quảng bá cho giải thưởng, đấy là tôi nói về mục đích truyền thông của họ. Còn ý nghĩa khác là cái giá giải thưởng thì tôi thấy không nên đặt vấn đề. Bởi vì giải thưởng ấy có giá trị hay không thì không phải là căn cứ vào số tiền. Giả sử số tiền giải thưởng này có cao gấp 30 lần số tiền của giải thưởng Nobel, thì giá trị của giải thưởng Việt Nam này cũng không thể bằng 1/10 giá trị của giải thưởng Nobel. Giá trị của giải thưởng không căn cứ vào số tiền đâu. Đây là hình ảnh các tấm huy chương của giải Nobel được đúc bằng vàng thật, chỉ nặng khoảng 150g, giá trị khoảng 1.000 đô la, nhưng có người đã trả giá hơn 1 triệu đô la để mua nó. Lẽ ra giải thưởng này nên có một tổ chức độc lập hơn là gắn quá chặt với một công ty kinh doanh bất động sản là VinGroup. Bởi vì nó gắn quá chặt với một tập đoàn như vậy có thể bị hiểu sang chuyện quảng bá công việc kinh doanh của VinGroup. Theo thống kê của tạp chí Forbes vào hồi tháng 4 năm ngoái, ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch VinGroup, là người giàu nhất Việt Nam và giàu thứ 344 trên thế giới, với tài sản ước tính tới 7,3 tỷ USD. Công ty cổ phần Vinhome trực thuộc tập đoàn VinGroup nhiều năm qua là thương hiệu phát triển bất động sản hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Tính đến năm 2020, Vinhome đã vận hành 23 dự án bất động sản với tổng số hơn 50.500 căn hộ, biệt thự, nhà phố, thương mại cùng hàng loạt các dự án đô thị hoặc đại đô thị trên khắp cả nước như các Vinhome rải dài ở tất cả các tỉnh trong cả nước. Giảng viên Phạm Minh Hoàng từ Pháp cũng nêu quan điểm của ông như sau. Ở Việt Nam có khoảng 90% tỷ phú đô la giàu lên từ đất, mà người giàu nhất là ông Phạm Nhật Vượng. Họ giàu đến một mức nào đó thì họ ngưng và bước sang kinh doanh cái khác. Có thể ông ta dùng số tiền này để rửa danh dự, dùng số tiền này để đầu tư vào trí thức để mọi người nhìn thấy ông ta làm việc tốt. Nghĩa là người ta sẽ nhìn ông ta với cái nhìn khác, đối với tôi, chuyện đó nó vô nghĩa. Những người nhận được giải thưởng như vậy chắc chắn họ sẽ không tìm hiểu vì sao ông Vượng có số tiền này. Họ cũng không biết nguồn gốc số tiền này. Cho nên tôi ví cái giải thưởng này là của thằng ăn cướp cho người nghèo mà thôi. Vào tháng 6 năm 2019, trên tờ Financial Times có bài của tác giả John Reed với nhận định VinGroup làm từ điện thoại thông minh đến kinh doanh trường học và giới hoạt động dân sự lo sợ quyền lực ngày một tăng của nó. Việt Nam nhanh chóng trở thành mảnh đất của mọi thứ đều là Vin. Đây là hình ảnh VinMec là thương hiệu bệnh viện của VinGroup
và tập đoàn này còn có Vinsource là hệ thống các trường học, chưa kể là các sản phẩm như điện thoại di động, TV, xe máy và ô tô, vân vân. Chính một viên chức cấp cao của VinGroup, bà Lê Thị Thu Thủy, được tác giả dẫn lời rằng tập đoàn này là nhà cung ứng mọi thứ hàng hóa và dịch vụ cho người ta từ khi ra đời cho đến lúc sụp đổ. Quá trình phát triển cho thấy VinGroup khởi nghiệp từ một doanh nghiệp làm mì sợi ăn liền ở Ukraine. Sau đó về Việt Nam phát lên từ đất, bất động sản rồi lấn sang mọi lĩnh vực khác. Trên trang Facebook cá nhân, kiến trúc sư Dương Quốc Chính đã nêu bình luận của mình như sau. Việc bỏ tiền ra để lập nên một giải thưởng không có gì là khó cả, nhất là đối với một người rất giàu. Giành được một giải thưởng danh giá mà không cần mua giải mới là chuyện khó. Việc báo chí cách mạng cứ nhấn mạnh cái ý nghĩa của VinFuture có giá trị gấp 3 lần giải Nobel là kiểu so sánh rất sôi thịt. Nó phù hợp với lối tư duy sôi thịt của nhiều người hiện nay, kiểu mấy kênh YouTube khoe nhà thì toàn khoe là nhà triệu đô, tức là vác tiền ra để khoe đẳng cấp thì đúng là tư duy chọc phú. Việc lập nên một giải thưởng công nghệ chỉ được cho thấy rằng VinGroup có mong muốn được rửa mặt, biến thành một công ty công nghệ, dần xóa đi hình ảnh của một anh tư bản thân hữu bán bất động sản, rũ bùn đứng dậy sáng lòa. Đây rõ ràng là xu hướng tất yếu phải có của người giàu thời 4.0. Ngay ở Trung Quốc, tấm gương sáng chói của Việt Nam, thì lượng người giàu nhất nước không còn nơi độc diễn của tỷ phú bất động sản nữa, mà là công nghệ đã chen chân chiếm đa số. Hơn nữa, công ty bất động sản Evergrande đã không được chính phủ giải cứu, nên ngày tàn cho giới bất động sản Việt Nam cũng sẽ không xa. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào hôm 15 tháng 12 được trao giải thưởng Lenin. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng giải này không có giá trị gì, bởi đó là một giải mới được tái lập ở cấp tỉnh của Nga. Trước đó, giải này được trao cho một trại chăn nuôi lợn. Thế nên giải thưởng này chỉ là cách PE, tức là quảng cáo hình ảnh cho Vin, lấy tiếng với bạn bè Nam Châu. Nói chung, các giải thưởng bền vững, lâu đời và uy tín trên thế giới đều phải do một tổ chức hay một quỹ quản lý, chứ không phải do một doanh nghiệp quản lý. Ngay như quỹ từ thiện của vợ chồng Bill Gates cũng đứng tên ông bà chứ không phải là Microsoft. Bởi một giải thưởng lại do một doanh nghiệp đứng sau thì người ta đánh giá ngay là bài quảng cáo sẽ làm giảm uy tín của nó cho dù mời những người có uy tín làm giám khảo. Vì thế giải thưởng này nó cũng y chang bài của chị Thảo Vietjet đi bơm tiền cho trường đại học bên Anh. Chẳng biết đã chuyển tiền hay chưa, chẳng qua là để lấy tiếng mà thôi. Cũng phải xem nhận xét của giáo sư Đặng Văn Chí là chắc chắn, chắc biết ông Anh Vượng sớm nắng chiều mưa nên mới chém là duy trì được giải thưởng này trong nhiều năm thì là điều tuyệt vời. Biết đâu nhỡ 1-2 năm tới, anh Vượng lại tuyên bố bỏ giải thưởng này như đã từng bỏ nhiều ngành nghề kinh doanh khác. Trong một động thái khác, tù nhân Phạm Đoan Trang mới nhận được giải thưởng nhân quyền có giá trị cao gấp 10 lần giải thưởng Lenin danh giá. Cũng vì số tiền giải thưởng, kiến trúc sư Dương Quốc Chính đem giải thưởng nhân quyền Martin Ennis so sánh với giải thưởng Lenin mà ông Nguyễn Phú Trọng vừa nhận được.